Chấp nhận thử thách, TikToker Phạm Thoại quyết định làm chiến dịch livestream 24 giờ không ngừng nghỉ. Được gọi là Miss Livestream, ông Hoàng chốt đơn trên TikTok, Phạm Thoại đang ngày càng nhận được sự chú ý và quan tâm lớn của cư dân mạng. Mới đây, chấp nhận thử thách của một khán giả, anh đã mở ngay chiến dịch lập kỷ lục 24 giờ live liên tục không ngừng nghỉ trên TikTok. Anh em nghe mà sốc toàn tập. Các bạn thấy chúng mình hô hào, thấy vui không? Vui chứ đúng không mọi người? Các bạn không thể biết được rằng là bọn mình khổ cực như thế nào. Thậm chí nếu như bạn nào theo dõi mình thì đã có thời điểm mình đã từng ngất trên livestream. Rất mệt, rất vất vả. Nhưng mình phải cố gắng nỗ lực để vượt qua được mọi giới hạn của bản thân. Không chỉ cho một mình và còn cả ekip, những người đứng đằng sau hỗ trợ cho mình. Mình chính là người thực hiện ước mơ cùng với mọi người. Thế nên mọi người thường nói mình rất là khó tính trong công việc. Vì bản thân mình không muốn mình sẽ là người thua kém bất kỳ ai. Và mục tiêu bán hàng của mình là uy tín, chất lượng và luôn luôn phải hướng về khách hàng. Chỉ mỗi phiên live mình còn bỏ vài triệu đến chục triệu đồng để tặng quà cho khách với giá 1.000 đồng. Vì thế mình sẽ tạo ra một phiên live 24 giờ xuyên đêm không ngủ để lập kỷ lục đầu tiên tại Việt Nam, cùng với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng được các bạn trẻ yêu thích. Và chắc chắn deal không sốc thì mình không bao giờ bán. Không chỉ vậy, mình mong rằng đây là phiên live sẽ mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị nhất cho cộng đồng. Và mình mong đây là phiên live vừa mua sắm mà các bạn còn được cười thả ga. Được biết, anh bắt đầu live từ 12 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2023 đến 12 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2023 trên chính kênh TikTok của mình. Chương trình này sẽ tập hợp gần 1.000 sản phẩm đến từ các nhãn hàng nổi tiếng, quan trọng hơn là giảm giá cực sâu dập sàn. Người hâm mộ ngoài việc nhanh trí vào săn đồ sắm Tết giá hời còn đang rất mong chờ thấy được kỷ lục doanh thu sau 24 giờ live này của anh. Anh em cứ bình tĩnh, tôi sẽ cập nhật ngay mức giá khủng mà Phạm Thoại thu được sau khi kết thúc phiên live nhé. Ai đã và đang săn hàng trên kênh TikTok của anh rồi, comment ngay cho TV Chan biết về nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.